đương nhiên là không phải là chúng ta mập lắm và lên vài ký thôi, nhưng mà có điều là vài kilo này nó không có nằm cái chỗ mình mong muốn. Ví dụ như vô vòng 1, vòng 3 thì cũng còn sang chảnh đó không, mà tự nhiên nó nằm ở vòng 2 không à, thành ra mình đâu có ưng đâu, mặc quần áo nó sẽ không đẹp. Vậy bây giờ thì chúng ta sẽ có cái giải pháp như thế nào đây? Thì bây giờ mình nói sơ một chút. Bây giờ đầu tiên thì mình phải tìm hiểu cái gọi là BMI. BMI đây là một cái chỉ số để chúng ta biết được rằng là chúng ta có mập hay là chúng ta vừa hay là chúng ta gầy. Thì cái cách tính BMI như thế này, chúng ta sẽ lấy cái ký của chúng ta chia cho cái chiều cao mà bình phương lên. À, ví dụ như bây giờ Mai cao 1m68 thì Mai sẽ bình phương lên. Em ơi, bình phương giùm chị coi, 1m68 nhân 2 là bao nhiêu? Nhân 9 168 luôn. Đấy, 168 nhân 168. Rồi Mai 53 kg. Đó, đấy 53 kg. 53 chia cho thì là con số đây. Nãy mày tính là khoảng độ 18.7 gì đó. Thì như vậy là cũng ok, là bình thường. Nghĩa là cái từ 18, dưới 18.5 thì chúng ta cũng có thể là gọi là hơi gầy một chút. Nhưng mà 18.5 cho đến 24.9 thì chúng ta là bình thường. Mà 25 trở lên cho đến 29.9 thì chúng ta đang thừa cân. Đó, còn trên hơn nữa thì chúng ta là thừa cân béo phì giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3. Thì đó là cái cách tính để biết được rằng là chúng ta thừa hay không. Nhưng mà nói vậy thôi thì cũng chưa hẳn hoàn toàn như vậy. Bởi vì sao? À, còn tùy vào từng cá nhân. Ví dụ như có những người mà người ta cơ người ta nhiều, người ta nặng, xương nặng, nhưng mà đo cái chỉ số BMI thì thấy cao, nhưng mà thực sự ra mà nói nhìn thì lại gầy. Bởi vì một ký cơ với một ký mỡ đó, hai cái khác nhau nha cả nhà. Ký cơ đó nó nhỏ xíu à, nhưng một ký mỡ nó to hơn. Thành ra đôi khi chúng ta cũng ước lượng trong cái khoảng như vậy đó là được. Và chúng ta sẽ cần phải giảm cân thì chúng ta sẽ phải giảm như thế nào? Thì thường thì mình thấy là mình sẽ sử dụng những cái phương pháp, ví dụ như là uống thuốc. Uống thuốc thì thực sự ra sau này thì Mai cũng không có uống thuốc nhiều nữa, là bởi vì trước đây thì mình không phải uống thuốc giảm cân, nhưng mà Mai hay uống thuốc thực phẩm chức năng rồi vitamin. Nhưng mà sau này Mai có xem những cái YouTube của bác sĩ Win Trần, một bác sĩ ở nước ngoài ở Mỹ, thì Mai cũng tin tưởng. Và bác sĩ cũng chia sẻ là chúng ta cũng không cần phải nên uống thuốc nhiều vì cũng không tốt cho cơ thể. Chúng ta sẽ làm cho gan hay là thận sẽ phải làm việc một cách quá tải. Nên thuốc, trước giờ thuốc giảm cân thì Mai cũng đã không uống nhiều rồi. Mà khi uống thuốc giảm cân thì đa số là chúng ta sẽ làm cho chúng ta mất nước này, rồi chúng ta mất đi cơ. Thì như vậy là cái mà chúng ta đâu mong muốn, chúng ta mất là chúng ta mất mỡ đó, chứ không phải là mất cơ hay là chúng ta mất nước. Tỷ lệ cơ bắp càng nhiều thì chúng ta sẽ càng khỏe mạnh hơn. Thì như vậy đòi hỏi chúng ta phải luyện tập, và chúng ta phải có chế độ ăn có protein vân vân đó. Rồi chúng ta sẽ là có nước, ngoài cơ bắp thì chúng ta có nước. Nước thì chúng ta cũng không muốn mất, bởi vì một ngày chúng ta cần phải 2 lít nước. Đương nhiên tùy vào người, nhưng chúng ta cần từ khoảng trung bình là 2 lít nước. Rồi ngoài ra thì chúng ta có một cái lượng mỡ, thì mỡ đây mới là cái mà chúng ta muốn mất. Thì bên Mai có một cái cân. Thường là chúng ta leo lên cân thì chúng ta sẽ phải xem được rằng là ví dụ như ký 52 ký, nhưng mà mỡ chiếm bao nhiêu phần trăm, rồi cơ chiếm bao nhiêu phần trăm, nước chiếm bao nhiêu phần trăm, rồi chỉ số trẻ hóa, gọi là tuổi sinh học của mình so với tuổi thật như nào. Có những người mà 40 tuổi leo lên cân thì cân nó báo là 50, nhưng mà có những người cũng 40 tuổi lên cân thì cân bảo là đo cái lượng xương, lượng mỡ của mình thì mình chỉ khoảng độ là 20-25. Thì như vậy là cái tuổi sinh học của mình nó trẻ hơn cái tuổi thật. Đó. Thì tóm lại là trong những cái chỉ số mà Mai vừa mới nêu trên thì ai cũng mong muốn là chỉ số mỡ sẽ là cái chỉ số mà chúng ta mong muốn mất đi. Rồi muốn mất đi thì chúng ta sẽ phải dùng những phương pháp gì? Thì đương nhiên thì Mai cũng chia sẻ tập thể dục này, rồi chúng ta sẽ chăm sóc bằng công nghệ này, rồi ngoài ra chế độ sinh hoạt là chế độ ăn uống. Thì hôm nay thì Mai nói một chút về chế độ ăn uống, chia sẻ với cả nhà nha. Chúng ta có giải pháp như thế nào? Đầu tiên á thì là bản thân Mai là Mai áp dụng một cái phương pháp tên là IF, là phương pháp nhịn ăn gián đoạn. Nhịn ăn gián đoạn có nghĩa là trong vòng một ngày 24 tiếng đồng hồ thì sẽ có nhiều phương pháp đó. Có người thì ăn một ngày nghỉ một ngày, hoặc là có người ăn một tuần rồi nghỉ hai ngày không ăn. Nhưng mà Mai thì Mai áp dụng phương pháp như vậy là tại vì Mai sợ đau bao tử. Mai sợ là cái chuyện mà hôm nay mình ăn rồi mai mình nghỉ thì đâm ra mình không tốt, nên Mai chọn cái phương pháp này là phương pháp 16-8. Nhưng mà cũng có khi mình bị đói thì mình sẽ ăn phương pháp là 15-9, có nghĩa là 9 tiếng hoặc là 8 tiếng mình ăn thoải mái. Nhưng mà
16 tiếng hoặc là 15 tiếng còn lại là mình không ăn. Mà nói ví dụ như sáng sớm mẹ ăn lúc 9 giờ và mẹ sẽ ăn thoải mái. Đương nhiên là mình cũng có lựa chọn một chút, và mẹ ăn đến 5 giờ chiều là mẹ ăn bữa cuối cùng. Rồi sau đó là mẹ sẽ không ăn gì hết, uống nước thì được, cho đến 9 giờ sáng ngày hôm sau hoặc là 10 giờ sáng ngày hôm sau nếu mà mình áp dụng 16-8. Đó, còn nếu mà mình đói quá thì mẹ ăn lúc 9 giờ. Thì mẹ đang áp dụng cái phương pháp đó và mẹ thấy ổn. Bởi vì theo các nhà khoa học mẹ cũng nghiên cứu nhiều á, thì mọi người chia sẻ rằng là để cho cơ thể của chúng ta được nghỉ ngơi. Chứ nếu chúng ta bắt các cơ thể của chúng ta làm việc liên tục thì cũng ảnh hưởng không tốt. Do đó là chúng ta chỉ ăn trong vòng 8 tiếng hoặc 9 tiếng. Rồi thời gian còn lại là chúng ta để cho cơ thể chúng ta được thư giãn. Đó, và đồng thời nữa là cơ thể của chúng ta nó sẽ lấy cái năng lượng dư thừa để chúng ta đốt đi thì như vậy là chúng ta cũng sẽ giảm cái mỡ. Đây là phương pháp mà mẹ áp dụng. Ngoài ra thì cũng có nhiều cái phương pháp như là keto hay là DAS. Khi chúng ta ăn cái phương pháp keto này thì chúng ta sẽ giảm tinh bột và giảm đường, và chúng ta có thể ăn nhiều đạm và ăn rau xanh, nhiều chất xơ cũng như là vitamin, khoáng chất. Nhưng mà bản thân Mai thì Mai cũng không hoàn toàn theo keto, bởi vì nếu như keto đó thì lại họ lại khuyến khích ăn mỡ nhiều lắm, và Mai thì không thích. Mình áp dụng làm sao mà cho nó phù hợp, với lại Mai cũng không cần bị giảm nhiều. Thành ra Mai sẽ áp dụng cái phương pháp là keto, nhưng mà ví dụ như tinh bột, lựa chọn tinh bột thì mình lựa chọn tinh bột tốt. Thay vì mình ăn cơm trắng thì mình có thể là mình ăn khoai lang luộc, ví dụ như vậy. Cũng là tinh bột, cũng là cáp, nhưng mà đó là cáp tốt. Rồi mỡ thì mày lấy từ hạt, từ các loại hạt, hoặc là dầu ô liu hay là mỡ cá thì nó sẽ tốt hơn là mày dùng mỡ động vật như mỡ heo. Đa Mai thì mày dùng những cái phương pháp mà gọi là kết hợp giữa cái interfasting là 6 ăn 8 tiếng nghỉ 16 tiếng, và đồng thời là cũng có một chút keto, nghĩa là mình sẽ sử dụng những cái tinh bột tốt, ví dụ như là tinh bột chúng ta có thể lấy từ chuối này, hay là tinh bột chúng ta lấy từ khoai lang này đó, chứ thay vì mình ăn với cơm. Rồi ngoài ra nữa thì mỡ thì mình lấy từ những cái loại hạt thì nó tốt cho sức khỏe. Rồi còn một cái phương pháp nữa mà Mai cũng chia sẻ mà đơn giản hơn, để thôi cho Mai PR một tí. Như tại BB của Mai thì vừa rồi là Mai cũng đầu tư một cái máy mà lên tới mấy tỷ luôn, để chúng ta có thể là tập trung giảm mỡ ở cái vùng, những cái vùng chúng ta mong muốn, như là bụng này, đùi này, hay là lưng này, hay là cánh tay này đó. Như khách của bên Mai làm có một lần duy nhất thôi mà cũng có thể giảm được lên tới 6 kg, và giảm các số đo là từ 16, 14 cho đến 20 cm cho cái vòng đo của mình. Thì phải nói là có một lần duy nhất thôi thì phải nói là rất là hiệu quả. Đôi khi những cái phương pháp mà Mai vừa mới chia sẻ với cả nhà, chúng ta cần phải áp dụng liên tục, duy trì lâu dài, nó thành một thói quen chăm sóc cơ thể của chúng mình. Nhưng mà lúc đầu tiên mà để cho có một kết quả tốt nhất thì chúng ta cũng có thể nghĩ đến những cái phương pháp gọi là tích cực trước, để cho giảm với cái mỡ, để rồi sau đó chúng ta giữ, chúng ta duy trì bằng chế độ ăn uống, bằng chế độ luyện tập. Mọi người thấy thích thì like rồi share rồi thả tim nhiều nhiều cho Mai nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại.